an vui. Y đằng quát ta mê quát ta buồn nhằn đà nằng à sa quát kha già quát hành hồn tú a à nà gát tà cà lề. Xin cho sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ hầm trong tâm trong ngày vị lai. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính đề đầu đảnh lễ Thượng Tọa Chư Đức. Dạ, lúc nãy con có quá lố một tí. Dạ, con xin sám hối Ngài. Và kế tiếp thì con thay mặt cho đại chúng, con kính tri ân Ngài đã chứng minh cho chúng con đọc kinh Tam Bảo và đã thay mặt Chư Đại Đức Tăng đã truyền Tam Quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Con kính dâng cái phần phước lên đến cho Ngài, hằng mong Ngài được có sự sức khỏe, an vui để dìu dắt chúng con trên đường học đạo. Và con cũng xin chia cái phần phước này đến cho tất cả Phật tử cùng Tam Phương đã lễ bái Tam Bảo và xin thọ giới. Và sau đến là con xin dâng mít lại cho Ngài để cho Ngài điều hành tiếp tục. Và con xin dâng mít lại Ngài. Sa thủ xin Tam Phương. Sau này cũng rất tiến bộ ha, mặc dù cũng còn bị vấp nhưng mà cũng thấy được cái chỗ sai của mình, rất là hoan hỷ. Trước tiên xin lỗi cho cô em Trường Đức Tăng từ những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh, xin chào chị Việt Nam tín nữ Thiện Hữu Trí Thức. Hôm nay chúng ta chỉ có nửa tiếng đồng hồ, cho nên sinh hoạt trong một cái bài thơ: tiền bạc, tiền không dơ không sạch, chỉ có lòng người mới sạch mới dơ. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Phật ma cũng chỉ do ta, chứ tiền với bạc chỉ là vô tri. Bài thơ rất là ngắn, có ý nghĩa tương đối, nhưng mà với bài thơ này thì quý vị hoan hỷ ha. Chúng ta thảo luận về bài thơ này. Nhưng mà trước khi bước vào đề tài sinh hoạt tiền bạc này, xin phép được an dương ơn Đức Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tăng Araha Bị Con Là Sang Yô Tăng Bồ Đăng Sê Rà Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Bồ Đăng Y Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phi Phu Chế Gia Mi Hồng Giới Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hành Đủ Đầy Đức Ân Thiền Thể Cao Dày Bậc Thế Nhân Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Pháp Thân Tình Diệu Bậc Trượng Phu Đề Ngược Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đẳng Cha Lành Phật Đại Toàn Giác Thế Tôn Trong Đời Tăng Xoa Kha Ta Đi Khuân Sang Yô Tăng Thâm Măng Sê Rạc Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Thâm Măng Y Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phi Phu Chá Gia Mi Pháp Vi Diệu Cha Lành Theo Dạy Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt thời gian, chứng vô biên, sắc na đại ngộ, quát nhiên liễu tường. Đạo vô thường, đến rồi, thấy rõ, hướng thượng tâm, thoát ngộ vọng trần. Trí nhân, tự ngộ giả chân, dự thường, tịnh lạc, pháp ân nhiệm màu. Tăng sân khai tai, đi con là sân vô tăng, sân tăng, sức là xa, nam ma mi tăng, chả sân tăng, y mê, hi sắc ca rê, a phi phu, chế gia mi, bậc diệu hạnh. Thinh văn thích tử, bậc trực hạnh, pháp lửa thiền giả, bậc như lý hành tăng già, bậc chân chánh hạnh, giữ tòa, thể tôn, thành đạo quả, bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật, ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh, kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng, phước điền, thế gian. Rất là tế giá sa quanh đa mít.
do nhờ oai đức của chữ Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Gia. Đề tài sinh hoạt hôm nay trong vòng nửa tiếng, đề tài là tiền bạc. Tiền không dơ không sạch, chỉ có lòng người mới sạch mới dơ. Tiền sẽ đúng, tiền hiền như Phật, bạc sẽ lầm, bạc ác hơn ma. Phật ma cũng chỉ do ta, chứ tiền với bạc chỉ là vô tri. Rồi bây giờ người đầu tiên được mời để có một sự nhận định về cuộc sống. Người ta hay nói vai mang túi bạc kè kè, nó quấy nó quá, nó nghe rầm rầm. Thì với cái bài thơ tiền bạc này thì quý vị thấy nó đúng hình nó sai. Phật và ma nó cũng nằm trong tiền và bạc. Rồi bây giờ đầu tiên xin mời Sĩ Tâm Phương có ý kiến về bài thơ này. Đây là khuyết mặt của cuộc sống. Trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta mà không có tiền, không có bạc thì chúng ta chẳng làm được cái gì. Trong đời sống của chúng ta về tâm linh, Đức Phật cũng ngự trị mà ma cũng ngự trị trong cái thể xác của chúng ta. Rồi, alo, Sĩ Tâm Phương đâu rồi? Chia sẻ về đề tài này, mỗi người đóng góp một ý kiến, bởi vì bàn tay của vị nào cũng cầm vào tiền hết á. Rồi xin mời Sĩ Tâm Phương ha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia, con kính đảnh lễ thầy. Dạ không biết bây giờ trừ con để con mới đọc lại chứ con chưa thấy. Tiền không dơ không sạch, chỉ có lòng người mới sạch mới dơ. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Phật ma cũng chỉ do ta, chớ tiền với bạc chỉ là vô tri. Cái này cái bài thơ này nó rất là hay đó mục sư, nhưng mà con thiếu chuẩn bị nên con có thể con xin mời một vị khác đi để cho con suy nghĩ lại để con nói cho chuẩn tí. Và con kính nhận biết lại cho ngài con để con xin lên người thứ nhì. Dạ. Alo, 123, 123, Sĩ Tâm Phương mà muốn bán cái cho một người nào á, bán cái cho Sĩ Kim Dung hả? Rồi, xà thú, tức là trước khi mình xuống á, là phải có người coi như là chuẩn bị, hoặc là mình mời người khác rồi mới được xuống chứ. Ơi trời kìa, đó, ở đây nó Phật nó ma chứ đâu có nói trời đâu. Nhưng mà Sĩ Tâm Hai, Sĩ Kim Nhung có ý kiến là thêm một trời vô nữa. Rồi xin mời Sĩ Kim Nhung. Dạ alo ạ. Dạ con không biết đạo tràng ạ, con nghe. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Con không biết đạo tràng có nghe con nói được không ạ? Alo ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn sư, cảm ơn các anh chị. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con cũng xin góp vài ý về cái bài ngày hôm nay ạ. Dạ tiền thì nó là chỉ một cái danh từ
để gọi, nó cũng giống như những danh từ gọi để phân biệt như là giấy, tập, vở, tức là tiền chỉ là một cái tên gọi. Thì như vậy á, thì tiền nó chỉ là tên, nó có ý nghĩa tên tục đế thôi, nó chỉ có mang cái tính tục đế. Dạ thưa, con xin nói theo ý của con, thưa sư. Dạ, về ý nghĩa của tiền á, thì tiền nó chỉ là một miếng giấy để dùng trao đổi thanh toán hàng hóa trong xã hội, và mọi người đều chấp nhận đồng ý cái điều đó. Và tiền thì do nhà nước quản lý. Nếu thiếu tiền thì cuộc sống sẽ rất là khó khăn. Về hình hình dạng tiền á, thì tiền có hình dạng là tiền giấy, tiền giấy như mình vẫn hay thường xài hiện nay, rồi tiền kim loại, và sau này trong thế gian còn có thêm nữa là tiền vàng mã. Tiền là tiền là về về vật chất, đó là về vật chất. Nếu theo vi diệu pháp nói thì đó là nó chỉ là đất, nước, lửa, gió, nó là vô ký, là sắc pháp. Dạ không biết đạo tràng có nghe con nói được không ạ? Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ theo theo như con thì con phân tích về bốn ý nghĩa của tiền, đó là theo con. Dạ. Về trạng thái thì đó là một miếng giấy rất là đặc biệt. Có thể chịu đựng được mưa gió, là một miếng giấy đặc biệt và có in những cái hình mà phù hợp với từng quốc gia, tức là có những cái hình rất là đặc biệt mà mình có thể nhận biết được là nó ở xuất xứ từ đâu. Về phận sự thì nó dùng để trao đổi hàng hóa, hoặc có thể mình có thể dùng tiền để tiết kiệm và có thể dùng tiền để mình chia sẻ với mọi người. Về thành tựu của nó thì tiền nó sẽ, nếu mà mình có tiền thì mình sẽ có nhiều tài sản và mình sẽ có cuộc sống thỏa mãn, tức là cuộc sống ngũ dục nó thỏa mãn, mình có thể thỏa mãn được trong cái cuộc sống hàng ngày. Và nhân gần của nó là tiền kim loại, theo con nghĩ là như vậy, vì từ tiền kim loại mà mình xài thì nó nặng nề và nó bất tiện, thành ra sau này sử dụng tiền giấy. Đó là theo con phân tích là như thế, con nghĩ là như vậy. Vì thành tựu của tiền là mình có thể có cuộc sống thỏa mãn trong năm dục, do đó trong cuộc sống thì mọi người đổ xô đi kiếm tiền, người có điều kiện thì kiếm theo có điều kiện, và người người nghèo, người không có điều kiện thì kiếm theo cái cách của cái người, tức là mình tìm kiếm tiền theo cái cách của riêng mình để thỏa mãn cái năm dục. Mình tìm tiền bằng mọi cách, về về hành động thân khẩu ý, do mình tiếp xúc với tiền, do đó mình có cái sự thích thú ở trong cái tiền đó, rồi mình dẫn đến tham ái, rồi mình nghĩ cái đồng tiền đó là do mình kiếm, mình thủ, rồi mình sử dụng cái đồng tiền đó, rồi đưa đến những cái hành động thiện và bất thiện. Có người dùng tiền thì làm những việc thiện, ví dụ như là họ bố thí, họ đem đến giải quyết những cái cần thiết ở trong xã hội, khó khăn, những khó khăn họ có thể giúp đỡ những người nghèo, họ làm cầu, làm cống. Tức là nếu mà mình sử dụng đúng thì đúng là đồng tiền nó hiền như Phật, nó sẽ giúp đỡ cho xã hội mình, nó sẽ giúp những người nghèo ngày càng tốt hơn và nó đem đến lợi ích cho xã hội. Còn nếu mà dùng tiền mà mình sử dụng không đúng, mình làm những việc ác, mình lợi dụng đồng tiền thì có thể mình đưa đến những cái ác, như mình mua vũ khí, hay là để nghiên cứu, như mình nghiên cứu những cái vũ khí sinh học, hay là mình lợi dụng đồng tiền để mình đi hại người khác. Thì như vậy thì đó là những việc bất thiện, thì sử dụng sai thì nó là bạc hơn hơn là ma. Như vậy tiền thì có thể như vậy, là có thể hiền như Phật và cũng có thể ác như ma. Đó là do cái người mà mình sử dụng đồng tiền, vì đồng tiền nó có hai mặt, như vậy thành ra là do người sử dụng, đó là do cái tâm, 12 cái tâm bất thiện nó sai sử cái người sử dụng, nên là cái đồng tiền nó là trở thành ác.
Còn nếu mà do cái tâm người sử dụng là tám cái tâm đại thiện, thì mình sẽ làm những việc thiện, thì mình sẽ ví dụ như mình làm những cái việc như mà hồi nãy con phân tích, đó là mình sẽ giải quyết những nhu cầu của xã hội, thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho xã hội, thì đó là đồng tiền sẽ hiền hiền như Phật. Tất cả đồng tiền á, hiền hay ác là do cái tác ý của mình. Nếu mình tác ý không khéo thì nó sẽ là đồng tiền ác, và là mình có tác ý khéo thì nó là đồng tiền hiền như Phật. Dạ, đó là theo ý của con đó thưa sư. Con xin phân tích như vậy và con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con kính chị ân sư đã đưa ra một đề tài rất là thực tế trong cuộc sống. Dạ, con xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bố Tha giá, dạ con xin lên người thứ nhì, rồi dạ, xong đó con kính thỉnh sư để sư sửa lại. Dạ bây giờ con cũng đã nắm được một tí rồi. Tiền không dơ, không sạch, kính cảm ơn chị, cảm ơn Kim Dung cũng phân tích như vậy, thì con cũng theo cái đà đó. Tiền không dơ, không dơ có nghĩa là cái đồng tiền của mình làm những cái gì mà trong sạch thì nó gọi là không dơ. À, không dơ, còn không sạch thì mình dùng đồng tiền đó mình làm những cái chuyện không đúng thì đó gọi là không sạch. Thì ví dụ con, bây giờ con chỉ nói với cái bản thân con thôi. Bây giờ tiền không dơ là giống như con này, là con ra cái sức lao động của con đi. Con ngồi con làm một cái chân của một người 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 khách. Mà cái chân đó thật sự đó là nó rất là dơ, nó rất là ghê gớm, nhưng mà con lấy đồng tiền của người ta là con phải làm sao cho sạch cái chân của họ. Đó là gọi là đồng tiền không dơ. Vì con lấy với cái tâm của con làm đúng thì người khách đó người ta cũng rất là vui, thì đó là cái tiền con là tiền không dơ, vì con lấy cái tiền sạch mà con làm với cái tâm của con. Chứ nhiều người ta cầm đến cái chân đó người ta ghê gớm, người ta không có làm, người ta chỉ muốn lấy tiền, người ta không làm sạch cho người ta, thì đó là cái đó là không đúng. Dạ thì vì cho nên đây là mới nói là chỉ có người là cái người mà chỉ có lòng không, người mới cái lòng mình dơ đâu. Dạ còn tiền xài mà đúng hiền thì con theo con cái Đức Phật, cái hoặc là con theo chư tăng, chư tăng để dạy con rồi, thì con làm ra là 10 đồng thì con chia làm hai, một nửa đó thì để con dùng cho về sau, còn một nửa thì con chia hai ra, một nửa con làm phước. Và những cái đồng bạc mà người ta cho con á, mà con làm với cái hết cái sức của con bỏ vào một bên để con làm phước. Con làm phước kịp thời, con xài kịp thời. Chứ còn những cái đồng bạc mà để mà làm những cái việc ác thì con không có làm. Mà con ví dụ như là cái chỗ nào đó con cần con giúp thì con lấy con giúp. Giống như vừa đầu Đà Nẵng bị cái chuyện như vậy mà con nghe thấy á, là bệnh viện không có thì con gửi tiền về mua một xe mì để con tặng cho những người đó, là đó đồng bạc của con làm, vì con làm với hết sức của con thì con lấy đồng bạc đó con làm phước. Hoặc là con thấy cái chỗ chùa nào mà làm mà con thấy rằng là cái dân y thiếu thì có con có chút ít con cũng đóng góp vào chỗ đó con làm vậy thôi. Chứ còn con thì con cũng không có phải tài giỏi gì. Còn về những cái chuyện mà xa xỉ hay là những cái điều mà góp vốn vô để mà làm những việc ác thì con tuyệt đối con không làm. Đó, vì vậy thôi. Chứ còn ngoài ra thì con nghĩ là đồng tiền dơ hay đồng tiền của mình xài đúng chỗ thì mình được có cái phước, thì mình về được an vui nơi cái cảnh của Đức Phật. Còn nếu đồng bạc của mình làm mà mình không có dùng vào cái chỗ đúng, mà mình làm thí dụ như mình đi giống như Kim Dung nói là đi buôn lấy đồng bạc đó, đi buôn ma túy để mình làm lợi hay, thì cái đó không có nên. Mà mình phải làm những cái điều gì mà với cái tâm của mình mà mình lấy tiền người ta để mình vui vẻ, chứ không phải. Chứ còn thật sự đó đồng tiền chỉ là một cái tờ giấy thôi để mình trao đổi thôi, nhưng mà cái tờ giấy đó mình làm sao để cho có cái ý nghĩa. Với gia đình con cũng vậy. Con cũng thường hay nói với đứa nhỏ, làm cái gì thì làm, mình cũng phải biết với cái tâm của mình. Chứ còn mình đừng có làm lơ vơ để mình lấy tiền của người ta, rồi không có nên. Vì cái đó nó nhân quả, nó dễ sợ lắm. Con cũng nói vậy đó. Cho nên anh chị là con cũng có cái lời
đơn giản nhỏ nhỏ thôi. Thì con kính dâng biết lại cho thầy, có gì thầy xin bổ sung cho con thêm. Dạ. Sa thủ, sa thủ Sích Kim Nhung và Sích Tổng Phượng. Sích Kim Nhung thì phân tích về chi tiết hơn danh pháp, sắc pháp, nói về cái dụng của đồng tiền. Còn Sích Tổng Phượng thì thực tế hơn trong công ăn việc làm của mình, với mồ hôi nước mắt đổ ra nhận những cái đồng tiền mà nó tương xứng với cái khả năng của mình. Thì Sư Tâm Phương cũng rất là thực tế. Rồi bây giờ thời gian chúng ta cũng còn có 12 phút à. Rồi xin mời tiếp trong vòng 12 phút này mời thêm hai vị nữa. Mời Sư Nguyên Trang. Alo. Với cái bản thân của mình bệnh hoạn ốm đau, thì cái đồng tiền này mình sử dụng như thế nào? Tiền không dơ không sạch, chỉ có lòng người mới sạch mới dơ. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Phật ma cũng chỉ do ta, chứ tiền với bạc chỉ là vô tri. Rồi mời Sức Nguyên Trang. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Trời, lâu lâu con vô cái sư, con trúng số này nghe sư. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc. Tiền bạc, tiền không dơ không sạch, chỉ có lòng người mới sạch mới dơ. Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng chỉ do ta, chớ tiền với bạc chỉ là vô tri. Dạ nãy giờ con, dạ con nghe chia sẻ của cô Lạc Lê rồi. Chị Kim Nhung. Dạ thì con thấy mọi người nói cái ý nó như vậy sư, thì thật ra đó đồng tiền nó anh thua mình sử dụng nó như thế nào thôi, nó chỉ là cái như một cái tờ giấy, nhưng mà nó có giá trị, nhưng mà mình làm chuyện hay là mình sử dụng nó như thế nào. Con nghĩ bất cứ cái gì cũng vậy, không phải riêng về tiền bạc. Giống như thí dụ như một con dao, nếu mà mình sử dụng nó nấu ăn giúp cho gia đình thì nó là tốt, còn nếu mà mình xài cái đó để mình làm cái chuyện phạm pháp thì cái đó là sai. Dạ thì tiền bạc ở đây, nếu mình sử dụng đồng tiền để mình giúp người, mình làm thiện sự, thì cái đồng tiền đó là đồng tiền chân chánh, đồng tiền sạch, đồng tiền nếu mình làm, mình tạo ra đồng tiền từ cái thật ra cái đồng tiền mình tạo ra ngay chính bản thân mình biết cái đó là sạch là dơ. Con nghĩ là chính bản thân mình biết chứ con nghĩ là mình không có cần phải cái mình theo con nghĩ đó, mình có thể sạch hay dơ thì bản thân mình biết thôi, mình chứ không có ai biết được hết. Thì con thấy trong cái cuộc sống đó, mình làm cái gì mà mình không có thẹn với lương tâm của mình, không chỉ riêng là tiền bạc mà tất cả mọi thứ. Dạ thì con thấy cái bài này nè, thật ra đem tiền bạc, đem cái chữ tiền bạc ở đây, nhưng mà con thấy nó bao gồm tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống của mình. Dạ ăn thua mình sử dụng như alo, tới ăn thua mình sử dụng cái là coi như im ru à? Quý vị còn nghe không? Hay là rất mít rồi? Sa thủ, Sích Nguyên Trang bỏ chạy rồi mất tiêu rồi ha? Hết rồi hả?
Thích Nguyên Trang bỏ chạy rồi. Mấy chào huynh tính pháp à, rất là hoan hỷ à, huynh tính pháp có nghe rõ hay không à, có nhận của huynh tất cả là ba cổ phần à, 150 đô à, thì cũng báo cho huynh chánh pháp được rõ ha. Rồi trở lại vấn đề Thích Nguyên Trang. Thích Nguyên Trang trình bày nói lên cái thực tính của pháp à, cái vấn đề tiền và bạc, nói lên vấn đề thiện và ác, nói lên vấn đề Phật và ma à, thì thực tính của pháp nó là như vậy à, đây cũng là những cái vấn đề tự mình giác hiểu, giống như trong cái câu Bát Chánh Tăng Quê Đi Tắp Phô Quy Nhu Hí, tức là Phật và ma ở chính trong tâm của mình à, mà biết nhận định đây là Phật, đó là ma, thì đó là thực tính của cái pháp nó đến và nó đi à, chúng ta chỉ ghi nhận và tự mình giác hiểu à, đó là ân đức của pháp à. Ai Sa Tu Sĩ Nguyên Trang nói ít à, nhưng mà nói ít nhưng mà sám hối rất mít à, không sao chừng đó đủ rồi ha. Rồi bây giờ còn 6 phút nữa, mời Siddhartha Hoàng Hỷ đóng góp ý kiến à, với cái đề tài này ha. Rồi mời Siddhartha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ. Dạ, không biết. Dạ, cảm ơn cô Kim Dung cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, cùng con cũng kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thời gian cũng không còn nhiều. Con cố gắng con... cũng ý kiến tiền bạc, tiền không dơ không sạch, chỉ có lòng người mới sạch mới dơ. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Phật ma cũng chỉ do ta, chớ tiền với bạc chỉ là vô tri. Dạ, nãy giờ ba vị đã có ý kiến ở trong đạo tràng rồi, bây giờ thì con cũng xin bổ sung thêm một số ý kiến thôi. Thì như cái câu chót là tiền với bạc chỉ là vô tri. Dạ, thật sự con cũng không biết tiền nó người ta đã có từ đâu. Nhưng mà thôi thì bây giờ bất cứ ai, con thấy là bất cứ ai thì cũng đã có cầm tiền, cầm bạc để xài hết rồi. Thì không có, con không nhắc lại gì nữa. Mà bây giờ con chỉ chú trọng vào cái điểm là tiền không dơ không sạch. Và đúng là bản thân của cái tờ giấy hoặc là cái tiền bằng kim loại thì nó không có dơ sạch gì hết. Nhưng mà do chúng ta thôi, do chúng ta sử dụng cái đồng tiền đó. Về cái việc mà có nhiều hay có ít thì con cũng xin nói ở đây là có người thì có quá nhiều tiền, còn có người thì lần không ra. Thì như vậy là đó là do cái phước của mình. Chúng ta nghèo hay chúng ta dư giả, chúng ta giàu có thì cũng là do cái phước, nhờ cái phước của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp mà hiện tiền chúng ta có được nhiều hoặc ít, nghèo hoặc giàu gì đó, thì đó là do cái phước. Và bây giờ nếu chúng ta có nhiều hay ít gì mà chúng ta biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ, thí dụ như bây giờ chúng ta tạo tài sản, mua nhà, mua cửa, mua thức ăn, mua quần áo, xe cộ gì đó, thì cái đó là chúng ta sử dụng đúng. Rồi chúng ta cũng biết đi làm phước, chúng ta cũng biết bố thí, thì cái đó là chúng ta sử dụng đồng tiền đúng. Còn
Nếu chúng ta vì nghèo quá mà không có đủ tiền, rồi chúng ta đi làm bất cứ cái chuyện gì để kiếm được đồng tiền, mà chúng ta không nghĩ là cái việc làm của chúng ta có hại đến người khác, hay là cái việc đó làm tổn hại đến bản thân, cái phước của mình, thì chúng ta đi làm những cái việc mà như trong Đức Phật không có cho phép. Là thí dụ như giờ chúng ta đi đi trộm cắp, hoặc là chúng ta đi mua bán những cái thứ mà không có Đức Phật không cho phép, thì cái đó là chúng ta đã phạm vào cái tội ác rồi, cái việc làm không có, việc làm bất thiện rồi, thì cái đó là bản thân chúng ta đã chịu rồi. Mặc dù chúng ta đã có nhiều tiền, nhưng mà đồng tiền đó là đồng tiền coi như là đồng tiền dơ rồi. Dạ. Thì như vậy tóm lại là chúng ta phải quán. Bây giờ nếu có biết đạo rồi thì chúng ta phải quán theo những cái điều mà Đức Phật cho phép, quán theo cái giới để mà chúng ta sử dụng cái đồng tiền cho đúng chỗ. Thì như vậy chúng ta mới tạo được cái lợi ích cho bản thân, tạo được cái phước cho bản thân, để mà không có sau này chúng ta có được nhiều cái phước báo, để mà chúng ta khi mà rời khỏi cái thế gian này thì chúng ta cũng có được phước. Và như vậy là chúng ta sử dụng cái đồng tiền đúng chỗ. Dạ thôi thì cũng hết giờ rồi, con xin trả máy lại cho đạo tràng. Và con cũng kính chào huynh Pháp Vũ đã vào rồi. Thôi con cũng xin dâng mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều hợp chương trình hôm nay ạ. Sa thú, sa thú, Siddh Metta, một cái ý nghĩa cũng rất là quan trọng. Chúng ta sống tùy duyên thuận pháp, đó là cái ý của Siddh Metta, rất là hoan hỷ. Bởi vì khi mà chúng ta sống tùy duyên thuận pháp, tức là giữa đồng tiền và một cái mảnh bạc ha, tiền không dơ không sạch, chỉ có lòng người mới sạch mới dơ. Tiền xài đúng, tiền hiện như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Phật ma cũng chỉ do ta, chứ tiền với bạc chỉ là vô tri. Trên cái bài thơ này, nếu mà chúng ta đọc mà chúng ta không nhấn mạnh thì chúng ta cũng đọc và cũng nó cũng hơi bị bóp ha. Mà nếu bị bóp như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa nó cũng bị lệch lạc đi. Cũng như người ta nói, tiền nằm trên Phật, tiền quanh liệt, Phật dưới đồng tiền, Phật chi queo. Tưởng đến Phật giàu, thương Phật khó, Phật mà cũng có Phật giàu nghèo ha. Thì đồng tiền nó làm cho chúng ta siết lại gần nhau, cũng như nó làm cho chúng ta xa nhau. Thì Phật và ma nó ở chính trong tâm của chúng ta mà thôi, chứ không phải ở bên ngoài. Rồi. Cái đề tài này cũng là một cái đề tài rất hấp dẫn, để cho chúng ta hiểu ý nghĩa đó và chúng ta chết trong tỉnh thức, tức là chết là sống, mà sống là chết, thì cái vấn đề chúng ta phải ghi nhận chỗ đó. Rồi cái đề tài của anh Pháp Hữu cũng rất là thiết thực đối với cái đề tài tiền bạc ha. Rồi bây giờ xin mời Sĩ Tâm Phương Quan Hỷ thỉnh giảng sư ha. Rồi Huynh Pháp Hữu sẽ trình bày đề tài này. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài và con kính chào Huynh Pháp Hữu. Dạ kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Ta Phagavato Arahato Sammasambuddhassa
Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu ta sa Brahman chaloka thi bati saham bati ka tân chali ân thi hòa rân aya cha thang sang tê sa thát ta ba ra chân ka cha ti ca đề xê tu tâm măng à nụ khâm bi măng ba châm thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tin thành ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ nam mô Bố Thầy giá và tất cả Phật tử cũng đã đọc thỉnh pháp sư và kính dâng biết lại cho huynh ạ, cho huynh giảng bài hôm nay. Dạ kính mời huynh. Dạ xin cảm ơn, con xin kính lễ sư Trí Đức, quý chức tu chư tu bích tăng ni. Kính chào quý anh chị, không biết có nghe rõ, nếu nghe được thì xin cho số 1. Dạ cảm ơn. Như thường lệ thì chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavang Tang Apivadeyami Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đến đại hùng rọi vô biên lý tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân, chân truyền diệu pháp thánh nhân con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang thammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý chư Tổng Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, hôm nay thì chúng tôi xin trình bày tiếp tục cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết, lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy của Ngài Tỳ Khưu Analayo mà chúng tôi dịch ra tiếng Việt và trình bày một lần trong năm ngoái, và năm nay trình bày lần thứ hai. Và hôm nay thì sẽ trình bày chương 19 có tựa đề là Chết Trong Tỉnh Thức. Thì cũng như tựa đề chính của cuốn sách này là Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết, tức là nói về hai vấn đề.
làm sao chúng ta đối diện với bệnh và đối diện với cái chết. Ngài Tỳ Khưu Anālayo, Ngài chia cuốn sách ra làm 24 chương. Từ 12 chương đầu, Ngài trình bày những lời Phật dạy, trích căn bản từ trong kinh Tạng A Hàm của Hán Tạng, nhưng đồng thời cũng có so sánh đối chiếu với kinh Nikaya của Pali về những lời Phật dạy và những trường hợp, và đôi khi có những chia sẻ của các vị đại đệ tử trong trường hợp chúng ta đối diện với cái bệnh như thế nào, từ những bệnh nhẹ tới bệnh nặng, đến lúc những cái bệnh gần chết. Và 12 chương kế, từ chương 13 đến chương 24, tức là những cái lời Phật dạy cũng trong kinh Tạng A Hàm, và so sánh đối chiếu với lại kinh Văn Pali về những lời Phật dạy và một số lời dạy của các vị đại đệ tử cho những người sắp sửa qua đời, thì chúng tôi thấy rất là quan trọng và nó cũng thích hợp trong cái tình huống ngày hôm nay, cho chúng ta thấy rằng bây giờ cả thế giới đang bị ảnh hưởng bởi nạn dịch Covid, không biết khi nào mới hết. Hy vọng là tới cuối năm, khi mà sản xuất được vaccine và tiêm ngừa trên cái diện rộng đại trà, thì mới có hy vọng có thể kiểm soát được, và những chuyện đi lại làm ăn buôn bán mới có thể trở lại bình thường vào sang năm. Có nhiều tin đồn đoán khác nhau, nhưng mà theo những gì chúng tôi biết, thu thập thông tin từ những cái nguồn tin ở trên những cái tạp chí và những cái bài báo có uy tín, họ dè dặt về vấn đề này, thì có lẽ thôi, và bây giờ cũng chưa biết chắc chắn tương lai như thế nào, nhưng mà hy vọng rằng tới cuối năm sẽ ra được chính thức chấp thuận một loại. Bây giờ có khoảng mười mấy cái vaccine họ đang thử nghiệm, có năm cái loại vaccine là trong cái vòng thử nghiệm cuối cùng, đang chích ngừa trên hàng ngàn bệnh nhân để thử như thế nào, có bị dị ứng hay không, có bị những cái phản ứng phụ nào hay không. Có lẽ tới khoảng tháng 9, tháng 10 thì mới có những cái kết quả sơ khởi, và nếu mà được chấp thuận thì bắt đầu sản xuất, rồi gửi đi qua những cái quốc gia khác trên thế giới, rồi bắt đầu tiêm ngừa rộng rãi trên cho đại chúng, thì có lẽ cũng phải sang năm. Để ra mình phải thực tế với chuyện này, và đó là một cái điều mà chúng ta cũng là một cái dịp, Ngài Ajahn Brahm hôm trước có nói, để mà mình thấy được cái thực tại, cái thực tế của cuộc đời không lúc nào mà suôn sẻ, nó có thay đổi luôn luôn. Thì cái chuyện này rồi cũng qua đi, nhưng mà mình phải nhìn lại để mình ghi nhớ. Và những ai mà lớn tuổi rồi thì cũng thấy trong cái quá khứ khoảng mấy chục năm nay, thì chúng ta thấy có những cái tai biến xảy ra thường xuyên, không chiến tranh thì cũng thiên tai, không thiên tai thì cũng dịch bệnh, nhắc nhở chúng ta về cái bản chất vô thường của cuộc sống. Nhiều khi chúng ta quên, nhiều khi chúng ta sống bình an sung sướng khoảng mười mấy hai chục năm qua rồi mình quên đi. Mình thấy đi lại, nhất là ở Việt Nam sau này khoảng 10 năm gần đây thì thiên hạ đi du lịch rất nhiều, du lịch trong nước cũng có, mà du lịch ra nước ngoài cũng có. Thời chúng tôi mới qua Úc thì gặp người Việt ít lắm, nhưng mà khoảng 10 năm gần đây thì không phải chỉ có Việt kiều về Việt Nam, mà cả những người ở trong nước mà đi qua bên Úc chơi cũng nhiều lắm. Mình thấy đi mà có nhiều người họ đi đưa hình ở trên Facebook rồi đi cùng hết á. Người Việt mà khoảng 10 năm gần đây là đi khắp nơi trên thế giới, chứ không phải chỉ riêng nước Úc, nước Mỹ hay nước Pháp rồi thế thôi. Đi lên cả xuống Nam Cực, rồi có những anh đi máy, đi xe hơi, đi ô tô chạy suốt. Hoặc là đi một anh trẻ đi xe gắn máy, xe mô tô chạy hết cả năm châu bốn biển. Mình nở ra mình thấy người Việt là hầu như là, nhất là những người trẻ khỏe, có đủ sức khỏe đi khắp nơi. Chế độ du lịch đi dễ dàng, rồi người ta quên đi, người ta quên đi là cái thế gian này nó vô thường, nó thay đổi luôn luôn. Khi kinh tế phát triển thì người ta vui chơi, người ta quên, nhưng mà khi mà bị khó khăn rồi thì cũng là lúc để mà nhắc nhở cho mình biết cái bản chất của cuộc đời, nhất là khi mình bị bệnh rồi chết, sanh lão bệnh tử, nhiều khi mình quên điều đó.
Mình cứ nghĩ rằng mình cứ sống hoài, khỏe hoài, không bao giờ già, không bao giờ bị bệnh. Khi bệnh một cái mình thấy nó có cái sự thay đổi. Rồi nhất là những ai mà bị cách ly, đi đâu đó chẳng hạn ở nước ngoài rồi về, vào trong một xứ, trở lại quê hương thì cũng chưa được gặp người thân, cũng phải bị cách ly ở trong khách sạn hay là ở trong một cái khu kiểm soát nào đó tối thiểu là 2 tuần, giống như là bị giam ở tù. Thì mình thấy sao? Nếu mà mình quen, chẳng hạn có những người mà đã quen những cái khóa thiền 7 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, thì có thể họ thấy rất là đơn giản, có thể ở được, không đến nỗi gì lắm. Có thể đem theo 1-2 cuốn sách đọc rồi hành thiền, thấy dễ dàng. Nhưng có những người chưa quen như vậy thấy bức rất khó chịu. Có những cái trường hợp mà có thể bị khủng hoảng tinh thần, giống giống như bị ở tù thôi. Quan tù sang trọng, mỗi ngày có cơm nước đàng hoàng nhưng mà không được đi đâu, bị giam ở trong phòng. Nhiều khi có những cái khách sạn mà chúng ta, chẳng hạn như bên Úc này là khách sạn rất tốt nhưng mà không có cửa sổ, cửa sổ không được mở, ở tù túng ở trong trong phòng, có máy điều hòa nhưng mà rất là tù túng, không được đi ra ngoài. Một ngày rồi xin phép thì chỉ đi ra ngoài 15 phút thôi, hít thở không khí rồi phải trở vào phòng, mà đi đâu cũng phải có bảo vệ canh chừng hết. Mình thấy nếu mình không có tập làm quen thì mình thấy đó là một cái sự thay đổi, một cái chấn động chứ không phải là dễ dàng. Chúng tôi có từng rồi có gặp một anh cũng bị cách ly từ bên nước ngoài về Úc, thì bị cách ly 2 tuần. Thì khỏi nãy cũng kể những cái kinh nghiệm, nhưng mà đỡ cái là ảnh đã từng đi dự những khóa thiền 10 ngày với ngã Trần Pram, thành ra cũng không đến nỗi nào. Mà tưởng tượng những người mà chưa bao giờ qua những cái khóa như vậy mà bây giờ bị giam ở trong 4 bức tường 2 tuần lễ, thì mình thấy cũng là một cái sự khó khăn. Rồi chẳng may nếu mình rủi ro mà bị vướng cái con virus này thì sao? Nó sẽ ảnh hưởng lên cái buồng phổi của mình. Ngoài cái chuyện mà mình bị cơn sốt, nó sẽ làm cho khó thở, bị ảnh hưởng trên cái khí quản và buồng phổi. Là khó chịu, rất là đau đớn, không phải là chết mà dễ dàng. Mà những cái người mà họ thoát chết được rồi thì họ cũng kể lại, chia sẻ những kinh nghiệm mà khi bị con virus nó hành hạ trong mấy tuần lễ nằm ở bệnh viện, đau đớn vô cùng. Đó là những cái lúc mà mình thấy cái đề tài mà ngài Analayo đưa ra rất là thực tế chứ không phải là bi quan, đó cho chúng ta tập làm quen. Và những cái lúc đó chúng ta cần phải có những biết những cái lời dạy của Đức Phật, những lời hướng dẫn như thế nào, để mình tập ngay từ bây giờ chứ không phải đợi lúc đó rồi mới thực hiện. Cái điều mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần là mình phải làm quen và phải có những cái kinh nghiệm sơ khởi trước, chứ không phải chừng đến đó mà bệnh rồi hoặc gần chết rồi thì có người tới hộ niệm mà tới khuyên lơn thì cũng không có làm gì được, chỉ giúp được chút chút thôi. Cái quan trọng là khi bây giờ mình còn khỏe, đầu óc còn minh mẫn, thì mình cố gắng suy tư, thực hành, hành thiền, tập. Tới chừng đó thì hy vọng là có ai nhắc nhở thì mình biết được. Nhiều khi mình đau quá, mình quên, có người tới nhắc thì mình biết, mình quay trở lại mình thực tập. Đã thực tập từ bây giờ. Chẳng hạn như sáng nay chúng tôi hành thiền, mỗi ngày thì chúng tôi hành thiền buổi sáng rồi chiều hai thời, thì tự nhiên nghĩ ra một cái ý nghĩ là sau cái buổi thiền đó rồi thì nãy ý nghĩ là mình thử tập như thế này. Chúng tôi hít vào bình thường nhưng mà không thở ra liền, sau khi hít vào xong dừng lại đếm từ 1 cho tới 10, thấy khó chịu vô cùng. Lúc đầu thì được, nhưng một lúc nữa thì như là hết hơi thở thôi. Vậy cái cơ thể mình bắt buộc là khi mình hít vào mình thở phải thở ra. Bây giờ mình hít vào xong mình dừng lại, mình không có chịu thở ra. Giống như một người bị nghẹn thở như vậy. Thì mình thấy nó khó chịu vô cùng. Nhưng mà mình thấy cái tâm của mình cũng như cái phản ứng của mình. Xong đếm tới 10 xong chúng tôi mới thở ra. Thở ra thì mình thấy thấy nó nhẹ. Cũng như là mình giống như cái cảnh là mình giữ vào, mình ôm vào, ôm cái hơi thở vào. Mình không có chịu cho nó ra.
mình thấy cái đó cũng là cái khổ chứ không phải là không. Các anh chị thử là sau khi mình thở ra hết rồi không hít vào liền, thở ra hết rồi cái ngừng lại, đếm từ 1 tới 10. Trong khi mình đếm như vậy, từ 1 tới 5 thì nó dễ, mà từ số 6 tới số 10 thì bắt đầu khó rồi. Bởi vì nó muốn mình, cái cơ thể mình nó bắt mình phải hít vào, mà bây giờ mình không chịu hít vào. Em thấy nó khó chịu, bức rứt, rất là khổ sở. Sơ tới khi đó cái mình mới bắt đầu, tới hết đến tới số 10 xong cái bắt đầu mình hít vào. Khi mình hít vào như vậy thì mình thấy mình trân quý, mình thấy nó nhẹ, nó khỏe, cũng như là nó rất là khoan khoái. Tức là lúc đó thì mình mới thấy trân quý cái hơi thở của mình. Không có là không được. Bây giờ thì mình không có chịu làm, mình có vẻ khi thường, mình coi thường cái hơi thở. Tới chừng mình không thở được. Hoặc là những người nào, chảm chỉ nào mà bị nghẹt mũi, bị cảm cúng rồi nghẹt mũi, thấy khó chịu, không phải thở bằng miệng. Cái mũi, cái hai cái lỗ mũi bị bít lại, không có thở được. Thở bằng miệng khó chịu, nó khô khan mà nó khó. Và tưởng tượng cái cảnh một cái người bị cái con virus này, COVID này, là ảnh hưởng đến cái buồng phổi, ảnh hưởng trên cái khí quản thì họ thấy khó khăn đến mức nào. Khi mình tập sơ sơ như vậy thôi, mình chỉ tập thử là để nhắc lại cái là mình ngồi cho thoải mái, xong cái mình hít vào sẽ hết cái hơi rồi cái mình ngừng lại, đừng có thở ra liền, mình dừng lại ngay chỗ đó, mình theo dõi cái tâm của mình, cái phản ứng của tâm. Trong khi đó mình đếm từ 1 cho tới 10, mình thấy khó chịu ghê lắm, mình thấy khổ sở ghê lắm. Để mình mới trân quý, mình thấy không có ôm vào rồi. Giống như của cải của mình bây giờ nó thành một gánh nặng, cái hơi thở vào rồi mình không chịu cho nó ra. Sau khi đến tới 10 rồi cái bắt đầu mình thở ra, cái mình thấy nó nhẹ, mình thấy buông bỏ đây. Hít hết mình hít lại, xong giờ mình buông nó ra, mình thấy nó nhẹ, nó khoan khoan khoái, nên tất cả không có nắm giữ cái hơi thở nữa. Sau khi mình thở ra hết rồi cái mình ngừng lại, đừng hít vào đi, thử ngừng lại cái mình đếm 1 cho tới 10. Đến 1 tới 5 thì được, mà tới 6, 7 là bắt đầu phải khó chịu rồi, lên tới 10 là chịu hết nổi rồi, là bắt đầu mình muốn hít vào thôi. Cái là bắt đầu mình hít vào cái mình thấy nó nhẹ, nó thấy cái trân quý cái hơi thở, nó khoan khoái chịu đến mức nào. Lúc đó thì mình mới thấy rõ là mình còn sống. Mình sống qua từng hơi thở. Khi mình thở vào mà không thở ra là chết. Mình thở ra mà không hít vào nữa là chết. Mạng sống mình không phải kéo dài 100 năm hay là 70-80 năm gì hết. Đừng có tưởng là bây giờ tôi mới có 50 tuổi thì còn lâu tôi mới chết. Không có đúng như vậy. Thấy cái chết tới cận kề. Chỉ một hơi thở. Hít vào mà không thở ra là chết. Thở ra mà không hít vào là chết. Và cái con virus thì nó làm cho mình thấy rõ ràng như vậy. Ảnh hưởng trên cái buồng phổi, ảnh hưởng trên cái khí quản của mình. Và từ đó mình thấy rằng trong cái trường hợp mà mình bị bệnh như vậy thì cái tâm mình như thế nào? Mình theo dõi cái cơn đau như thế nào? Rồi tới cái chết nữa. Thật sự ra chúng tôi có chia sẻ trên Facebook mấy ngày trước. Ai rồi cũng phải chết. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà cái điều không chắc chắn là mình không biết chết lúc nào. Không biết chết bằng cách nào. Không biết chết ở đâu. Đó là mình không biết chắc chắn. Nên là mình phải sửa soạn. Nó không có cái gì mà gọi là bi quan hết. Mình sửa soạn như một chuyến đi xa thôi. Chân Brahm ở đây ngày cũng có khuyên. Mỗi lần mà có ngày được ngày thỉnh mời đi làm đám tang này cũng khuyên. Coi như là mình đổi đi từ một cái xứ quốc độ rồi xứ sở này, lên máy bay ra phi trường rồi xong đi qua một cái xứ sở làm ăn khác, làm lại cuộc đời thôi. Không có gì hết. Không có đến nỗi mà bi quan, không có buồn rầu gì nhiều. Mình phải bình định, mình chia tay, mình biết rằng sẽ không gặp nhau nữa một thời gian rất lâu, mà có thể kiếp sau mình lại gặp lại nữa. Và vợ con chồng vợ với nhau mình đâu có biết được, nhưng mà có mình có thể có tương lai bất định rồi đó.
giống như ngày xưa mà mình tiễn ai đó đi định cư ở nước ngoài này, đi làm ăn buôn bán mà không biết có phải chừng nào mới quay trở về hay mới gặp lại được, thì cũng buồn chút chút vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện mình thấy dĩ nhiên, chuyện chết là cái chuyện mình không có tránh được. Một cái chuyến đi, cái hành trình thành thử ra mình phải sửa soạn ngay từ bây giờ, sắp đặt nhà cửa như thế nào, dặn dò con cháu như thế nào, có thể mình làm tờ di chúc chính thức, có luật pháp chứng minh để cho con cháu họ dễ xử lý nếu mình nằm xuống. Khi mình cái tâm lý chung mà ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, khi mình làm xong hết rồi cái mình thấy nhẹ nhàng, không còn bận rộn, không còn lo lắng nữa. Có thể chết bất cứ lúc nào cũng được, không sao hết, tại vì mình sắp đặt hết rồi. Cũng như là trước khi mình muốn đi xa là mình sắp đặt chuyện nhà cửa rồi hết rồi, ra không có mình thì con cháu ở nhà nó vẫn theo đó mà làm thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện thực tế. Nếu trong tương lai có đủ duyên thì chúng tôi sẽ trở lại cái vấn đề này, nhưng mà cái điều đó mình cần phải sửa soạn như vậy. Bây giờ thì trở lại cái vấn đề ở đây, mời các anh chị đi vào một cái đề tài của ngày hôm nay là có liên hệ làm sao chúng ta thấy được cái đối diện cái cảm thọ. Mà muốn quan sát ghi nhận cảm thọ thì mình phải tập hành thiền. Và một cái bài kinh căn bản nhất để chúng ta tập hành thiền đó là bài kinh về bốn pháp lập niệm hay là tứ niệm xứ. Nên mời các anh chị đi vào cái biểu đồ, cái sơ đồ chúng tôi có soạn ra từ lâu để mà chúng ta ôn lại. Để chúng ta ôn lại các anh chị đã. Chúng tôi đưa ra cái link. Thì đây là cái sơ đồ tóm tắt cái bài kinh lập niệm Satipatthana Sutta. Trong bài kinh này, Đức Phật có nói rõ ràng bốn pháp lập niệm là con đường trực tiếp đưa đến giác ngộ giải thoát. Có khi là dịch là con đường duy nhất, nhưng mà bây giờ đa số các vị học giả như cao tăng ngày nay thì dịch là con đường trực tiếp hay là con đường thẳng tiến. Và thế nào là chánh niệm? Chánh niệm tức là chúng ta quán thân, quán thọ, tâm, quán pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự, tham ưu. Có bốn cái yếu tố như vậy thì mới thành lập được chánh niệm. Phải có sự cố gắng, nhiệt tâm, nỗ lực ở trong đó. Là phải tỉnh giác, phải hiểu rõ đối tượng. Cái thứ ba là phải có niệm, tức là ghi nhận, ghi nhớ. Và cuối cùng là phải được chế ngự tham và ưu ở trên đời. Và có bốn, đủ bốn cái yếu tố đó thì mới gọi là chánh niệm. Thường thường mình dùng chữ chánh niệm, mình dùng thoáng. Nhiều khi mình chỉ muốn nói là cái sự ghi nhận thôi. Hoặc là tỉnh thức là mình dùng chánh niệm. Thật sự là không đúng như vậy. Đó chỉ là niệm thôi. Còn phải thiếu ba yếu tố kia, phải có nhiệt tâm, phải có tỉnh giác, phải chế ngự tham ưu nữa thì mới gọi là chánh niệm. Còn nếu mà chỉ có tỉnh giác, chỉ có tỉnh thức ghi nhận thôi thì cái đó là chỉ là niệm chứ chưa phải là chánh niệm. Chánh niệm là phải có đầy đủ bốn phần tử. Rồi có bốn cách, tức là bốn lĩnh vực, tức là niệm về thân, tức trong thân nó có hơi thở, có oai nghi, đi đứng nằm ngồi, và các sinh hoạt hàng ngày, có những cái bộ phận cơ thể như mình như thế nào, có bốn cái cơ thể mình được cấu tạo bằng đất, nước, lửa, gió như thế nào, rồi khi mình chết đi thì nó sinh thối từng giai đoạn như thế nào, mình phải biết. Mình biết là mình thấy rõ cái bản chất của cái thân này, bởi vì mình quá bị ám ảnh bởi cái thân, bao nhiêu cái công sức, tiền bạc, thời gian của mình đã lo cho cái thân. Mình biết rằng mình không có kiểm soát được, mình phải biết được bản chất của nó. Rồi sau quán thọ, có mấy loại thọ phải biết, phải ghi nhận. Quán về trạng thái của tâm, rồi cuối cùng là đối tượng của tâm là về pháp, tức là quán về năm triền cái, năm quẩn sáu, xứ bảy giác chi và bốn thánh đế, phải quán rõ ràng như vậy. Và trong mỗi lần mình quán soi như vậy, thì Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta là phải có một cái phương pháp rõ ràng, tức là phải quán bên trong, bên ngoài, quán bên cái bản thân của mình, đồng thời quán những người xung quanh, cấu tạo cũng giống như mình để có sự cảm thông. Quán được sự sinh diệt, phải thấy rõ sinh và diệt. Và mình chỉ nhìn nó một cách đơn thuần, liên tục, không có đem những cái ý tưởng khác xen vào. Rồi thì để mà mình có được một cái trạng thái độc lập, không nương tựa, không chấp trước bất cứ chuyện gì trên đời. Thì đó là cái điều mà những cái nguyên tắc, những cái điều kiện
Đức Phật nhắc nhở khi chúng ta quán từng cái đối tượng một. Và trong trong cuốn sách của Ngài Analayo thì Ngài rõ, nó giống như cái bài hát, nó là cái điệp khúc, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Và nếu mà thật sự ra mình làm được, mình thực hành được như vậy và xuyên suốt á, thì Đức Phật nói rằng cái con đường đó là cái con đường trực tiếp, đưa thẳng đến, nếu mà mình không vẫn còn một vài cái vướng mắc đó, thì mình có thể đạt được cái quả thứ ba, quả bất lại. Còn nếu không thì có thể thành mãn, đạt được thành A-la-hán. Thành thử ra cái phương pháp này rất là quan trọng, và từ đó mà được dùng như là một cái bài kinh căn bản, một cái bài tập, một cái tài liệu căn bản cho các thiền sinh để mà hành thiền quán niệm. Đó là chúng tôi xin tóm tắt lại như vậy. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình kế. Cái hình này thì chỉ là nhắc nhở chúng ta là có ba loại thọ chính: thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, không lạc không khổ. Nhưng mà nó có gì với cường độ khác nhau, chứ không phải là nói như vậy. Và coi gì mình thấy nó khổ, nhưng mà nó khổ như thế nào, tùy theo cái tình huống, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, cái khổ nó không có giống nhau. Nữa ra nhớ như vậy, không phải là cái khổ của ai cũng giống như ai đâu, mà cũng không phải cái lạc, cái vui của ai giống như ai, khác nhau. Nhưng mà tụ trung lại có ba loại: thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không khổ. Và nó cũng liên hệ đến ba loại tâm. Khi mình khổ rồi thì mình không muốn, mình nổi sân, phải coi chừng cái tâm đối trị, để đối lại cái tương ứng. Khi cái mình có cái thọ khổ là mình có cái tâm sân, khi mà mình có thọ lạc rồi mình có cái tâm tham, mình muốn giữ nó hoài, muốn giữ cái lạc hoài, không muốn mất đi, nó mất đi cái mình khổ. Khi mà mình không khổ, không lạc thì mình không thấy rõ vấn đề, nó gọi là tâm si. Là cái tham sân si nó liên hệ đến cái ba cái loại khổ này, là ngay cái chỗ đó. Rồi bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp quan trọng hơn. Bởi vì người ta thường thường hay đề tập cập đến những con số. Ở trong Đạo Phật hay đề cập những con số, và có người thường thường nói về 108, 108 hạt quyền, chuỗi hạt này nọ, thì cái 108 đâu mà ra. Thì có nhiều lối giải thích. Ở đây thì nói là 108 đó, và từ 108 loại thọ. Nhưng mà làm sao mình nhớ hết được 108 loại thọ này? Cũng đơn giản thôi, chứ không có gì khó. Tức là bây giờ mình nhớ có hai loại thọ trước: thọ nơi thân và thọ nơi tâm. Bởi vì mình có thân và âm, nên mình có hai loại thọ. Và khi nói ba loại thọ, tức là mỗi loại khi thọ ở thân hoặc là ở tâm, thì mình có thể có thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc ở thân, và thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc ở tâm. Ba loại thọ như vậy: lạc, khổ và xả, không lạc không khổ. Đó, hình thử ra bây giờ nếu mình phân tích cái năm loại thọ, tức là mình có là thọ lạc, thọ khổ như hồi nãy rồi này. Mà cái đó thì thường thường là bây giờ nó là cái lạc, cái khổ ở thân. Bây giờ cái lạc, cái khổ mà ở tâm thì gọi là hỷ và ưu, cũng là cái chữ mới thôi, chữ mới. Và cuối cùng là cái xả, xả là chung cho thân và tâm. Như vậy thì mình có năm loại: lạc, khổ, hỷ, ưu và xả. Các anh chị có thể thấy rõ không? Cái màu nâu, màu trắng đó thì chỉ là chỉ cái nâu thấy nó khổ, và cái trắng, cái xanh thì thấy nó sướng vậy thôi, chứ không có ý nghĩa gì hết. Mình cho màu khác cũng được, nhưng mà theo cái quy ước chung thì người ta thấy cái gì đậm đỏ, nâu đen thì nó khổ, mà cái gì nó xanh, rồi nó thơ mơ mộng thì nó sướng, nó lạc vậy thôi. Rồi bây giờ nhìn lại, đó là chúng ta nói về hai loại thọ, ba loại thọ và năm loại thọ. Các anh chị có theo dõi được chỗ này chưa? Chúng tôi đưa lại cái link vào trong này để theo dõi chỗ này. Theo được ha. Rồi bây giờ nói về 6, 18, 36, 108 loại thọ là như thế nào? Cái này cũng dễ thôi, chứ không có gì khó. Mình phân tích ra mình thấy rất là hay. Nói về 6 loại thọ, tức là loại thọ đây là ở thuộc về 6 cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì sinh ra 6 cái thọ, 6 những cái loại thọ khác nhau. Là thọ từ cái sự tiếp xúc của qua con mắt, thọ qua sự tiếp xúc qua cái lỗ tai, thọ tiếp xúc qua cái lưỡi, thọ tiếp xúc qua cái thân,
thọ tiếp xúc và cái ý của mình, thì đó là sáu loại thọ, gọi là sáu loại thọ. Và sáu loại thọ đấy, mỗi cái loại, mỗi cái sự tiếp xúc như vậy thì có lạc, có khổ, có xả. Đó là 6 x 3 là 18. Hồng Nhung, Kim Nhung có nắm được chỗ này chưa? Đầu tiên là mình có 6 loại thọ qua 6 cái sự tiếp xúc. Nhưng mà mỗi lần tiếp xúc như vậy thì có 3 loại. Một trong 3 loại là lạc, khổ và không khổ, không lạc. Là 6 x 3 là 18. Thành ra mình có 18 loại thọ. Rồi trong những hàng đệ tử của Đức Phật thì chia làm hai hạng chính là hạng xuất gia và hạng tại gia. Anh thử ra nhân làm hai nó ra 36. Đó là 18 loại thọ của hàng xuất gia và 18 loại thọ của hàng tại gia. Nhân hai là 30 loại thọ. Và 36 loại thọ đó có thể có từ trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thành thử ra nhân ba nó thành ra 108. Trong cái bài kinh của trong Anguttara Nikaya, bài kinh Tăng Chi, Đức Phật có nói 108 loại thọ là ngay chỗ này. Là khi mình phân tích rồi mình thấy đơn giản, không có gì khó hết. Khi mà nói chữ nhiều quá thì mình đọc mình thấy lung tung, nhưng mà khi mình đưa ra một cái biểu đồ như thế này, một cái sơ đồ như thế này thì mình thấy rõ ràng, không có gì khó. Tính táo có thấy rõ chỗ này không? Chị Nguyên Tội thấy rõ ha. Mình nhìn cái mình thấy có 6 loại thọ, tức là 6 qua 6 sự tiếp xúc, nhân 3 nữa là thành ra 18, lạc, khổ và xả của người tại gia và người xuất gia đó. 18 nhân 2 là 36, nhân thành 3 thời nữa là thời hiện tại, quá khứ và vị lai, thành ra 108 loại thọ. Khi mình nhìn được cái bảng này mình thấy đơn giản, anh Dũng thấy không? Thay vì mình đọc phân chia này kia nó có vẻ lung tung, mình nhìn cái bản đồ, cái biểu đồ này cái mình thấy dễ nhớ. Bây giờ cái mục đích của quán thọ khi chúng ta để mà trong cái bài ngày hôm nay mà đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát là gì? Mời các anh chị qua cái hình tiếp. Mục đích đó là để làm sao chúng ta cắt được cái mắt xích của cái thập nhị nhân duyên nó làm cho chúng ta sinh tử luân hồi. Cái đó là cái quan trọng. Thì chúng tôi vẽ lại thôi, vẽ lại cho sắp cho nó dễ thấy trên cái biểu đồ, trên cái sơ đồ này thôi. Thường thường là chúng ta vẽ cái vòng tròn, nhưng mà vẽ cái này thì dễ thấy hơn, mà dễ vẽ hơn. Thì thường thường chúng ta bắt đầu từ vô minh, thành ra chúng tôi sơn cái màu cam vô minh. Các anh chị có thấy được chưa? Vô minh thì duyên hành tạo ra hành, bởi mình tạo ra những cái nghiệp hành. Rồi từ cái hành đó thì nó sẽ tạo ra thức. Từ thức nó ra danh sắc duyên lục nhập, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sau khi mà mình có 6 cái căn đó rồi thì mình tiếp xúc với 6 trần, tức là có sự tiếp xúc. Khi mà có sự tiếp xúc như vậy là có thọ, không có tránh được. Thọ lạc, thọ khổ và thọ xả, không khổ không lạc. Khi có thọ rồi, đối với phàm nhân chúng ta thì chúng ta bắt đầu có ái. Tức là mình tham, hoặc là mình sân, mình đẩy nó đi, hoặc là mình bám nó hoài. Mà khi mình có những hành động như vậy là có gọi là sự bám thủ. Bám thủ thì mình sẽ bắt đầu sẽ có cái sự hiện hữu. Hiện hữu rồi thì tạo ra sinh rồi có già, bệnh rồi chết. Chết rồi là tái sinh luân hồi trở thành vô minh nữa. Cứ vậy mà lòng vòng lẫn quẩn như vậy thôi. Thì đó là 12 cái nhân viên mà chúng tôi nói tóm tắt lại. Tóm tắt, các anh chị có thể tìm đọc thêm hoặc là nghe những cái bài giảng của các vị giảng sư khác. Ở đây mình chỉ tóm tắt lại chỗ này thôi. Chị Kim Dung có thấy được chỗ này, chị Nguyên Tuệ thấy rõ ha. Tức là mình có 12 cái mắt xích như vậy, từ vô minh hành thức, danh sắc, lục nhập vân vân, cho tới sinh lão bệnh tử rồi vô minh trở lại. Bây giờ cái mục đích của chúng ta, mục đích của người tu thiền, hoặc là khi gần chết mình cũng có thể lợi dụng cái lúc đó, tức là lúc mình đau đớn như vậy, để làm sao đây? Tức là mình phải dùng chánh niệm, mình áp dụng ngay cái lúc trong thọ đó. Mình quán cái thọ của mình ở bên trong bên ngoài, mình thấy được cái sinh diệt, mình hiểu biết, mình ghi nhớ cái bản chất của cái thọ, cái đau khổ hay là cái sung sướng, hoặc là cái không lạc, không khổ, cái xả, để mình thấy nó thay đổi luôn luôn. Nó thay đổi luôn luôn, mình không kiểm soát được nó, mình thấy nó khổ, tức là không có cái ngã gì trong đó, không có cái tôi, cái ta gì ở trong đó.
nó là một cái cảm giác đau hoặc là cảm giác sướng này. Chứ không phải là có tôi sướng hay là tôi có thể kiểm soát được. Nó không có sướng hoài mà cũng không có khổ hoài. Nó khổ lên xuống. Nhất là chúng ta khi chúng ta ngồi thiền nó thấy rõ. Mình đau chân, mình thấy nó đau. Cái cơn đau nó lên. Chứ không phải nó lại đứng một chỗ. Khi nó lên tới cực điểm là cái nó dừng, nó bắt đầu tan xuống. Tức là nó diệt xong hết rồi, cái mình thấy nó khỏe, nó nhẹ nhàng. Hoặc khi mình ngồi, mình thấy cái lân nó nhẹ nhàng. Lên tới cực điểm cái nó ngừng lại, cái bắt đầu nó rã ra, tan rã rồi. Rồi nó lại có một cái cơn đau khác nữa. Cứ tiếp tục như vậy, từng đợt sống như vậy. Mình thấy nó vô thường, mình không có kiểm soát được nữa. Khi mình biết được như vậy là mình có cái tâm xả ly, mình không đương tự, không chấp trước, sống bình thản đối với gì. Điều đó có nghĩa là mình không có ái, mình cắt bỏ cái duyên ngay cái chỗ đó. Từ thọ qua ái mình cắt được ngay chỗ đó. Hướng pháp có nắm được ở chỗ này, hình thử là chúng tôi vẽ cái bản đồ là như ngay chỗ đó. Mình cắt được cái thập nhị nhân duyên của mình là ngay cái chỗ này, chứ không phải là cắt là vô minh. Nhiều người cứ nói là cắt nó vô minh làm sao mà cắt. Thật sự ra mình cắt ngay ở chỗ này. Mình dùng cái trí tuệ của mình, tức là có thể nói một điều đó là mình dùng cái sự hiểu biết của mình để mình thấy bên trong bên ngoài rõ ràng, ghi nhớ biết thấy rõ nó là khổ vô thường vô ngã, để mình không có sợ, mình không có dính mắc vào. Mình cắt ngay chỗ này, từ thọ qua ái. Mình thử ra một vị thánh nhân cũng vẫn có thọ, bởi vì ngài, nếu mà các ngài còn sống trên thế gian này, tức là ngài có cái thân ngũ uẩn, ngay cả chẳng hạn như chúng ta đọc thấy những ngài Xá Lợi Phất, khi mà trước khi qua đời, trước khi chết ngài đau đớn ghê lắm. Hoặc là Đức Phật cũng già, ngài cũng đau lưng, cũng nằm nghỉ, ngài có những cơn đau rất nặng. Rồi cái lần ngay những cái tâm tháng cuối cùng trong cuộc đời tại thế của Đức Phật cũng đau. Mình nói ra các ngài có cái sự tiếp xúc, có thọ khổ, thọ lạc đủ đủ. Nhưng mà các ngài có cái chánh niệm, các ngài không có tạo ái, các ngài cắt ngay chỗ đó, từ thọ duyên ái không có, cắt ngay chỗ đó, nên là không có tái sinh luân hồi nữa. Đó là cái điểm khác biệt giữa một thánh nhân và một phàm nhân. Nên ra mình cố gắng mình tập, tu tập ngay ở chỗ này. Thì đó là chúng tôi tóm tắt như vậy. Còn cái hình tiếp các anh chị qua đây chỉ xem sơ thôi, chứ bữa nay không có thời giờ để mà giảng thêm, để mà trình bày thêm. Đó là cái bánh xe luân hồi của Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng. Đây là cái hình vẽ trên vải, và bây giờ đã được trưng bày ở Viện Bảo tàng ở bên New York, bên Mỹ. Và thường người ta chụp lại và phổ biến ra. Sau này thì những chùa ở Tây Tạng, những chùa theo Phật giáo Tây Tạng thường hay vẽ lại cái hình này, tức là con quỷ luân hồi, ta bà. Thì cái vòng bên ngoài đó, tức là 12 nhân duyên, chúng tôi cho nó sơ sơ thôi. Rồi kế nữa là có 6 cái lĩnh vực, tức là 6 học cõi, cõi người, cõi thú, cõi địa vật, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi Atula và cõi trời, 6 cõi như vậy. Mà chúng ta tu tập làm sao để thoát ra khỏi cái đó. Và ngay cái trục của cái bánh xe này đó là có 3 con thú, tức là có con công, con rắn và con heo, tức là tượng trưng cho tham sân si. Bởi vì có cái tham sân si đó mà nó làm xoay chuyển cái vòng luân hồi để chúng ta dính mắc hoài, không có thoát ra được. Là chúng tôi chỉ trình bày sơ sơ như vậy thôi. Khi nào có dịp thì sẽ trở lại cái bánh xe luân hồi này. Bây giờ thì mời các anh chị trở về cái bài đọc ngày hôm nay trong cái chương 19. Rồi chúng tôi xin đọc. Chương 19: Chết trong tỉnh thức. Giới thiệu. Trong bài kinh được giới thiệu ở trong chương này, Đức Phật từ bi tự đi đến thăm một bệnh xá dành cho các vị tỳ khưu và có những lời khuyên dạy các vị ấy. Tương tự như bài kinh giảng cho các cư sĩ thuộc bộ tộc Thích Ca, trong bài kinh ở đây, Đức Phật có những hướng dẫn tổng quát cho những người đang trên bờ vực của cái chết. Chúng ta còn nhớ trong cái tuần rồi á, là khi Đức Phật
tới trở về quê hương cũ của ngài Bồ Tát, gặp những người trong bộ tộc Thích Ca thì họ tới họ gặp, tới họ họ thăm Đức Phật và họ nói rằng nếu mà ngài không có ở đây, ngài đi rồi, bây giờ trong cái hàng bộ tộc của Thích Ca, dân chúng ở đây á, có người bị bệnh nặng thì mình phải khuyên giải làm sao? À, thì Đức Phật mới đưa ra những cái hướng dẫn, đó là trong trong tuần trước. Bây giờ ở trong tuần này á, thì không phải là ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ nữa, mà Đức Phật trở về ở tỉnh Xá Kỳ Viên, ở nước Xá Vệ, ở nước của người Tiều Kỳ Tất La Cô Sa Lá. Và ở đó, bởi vì có lẽ là cái câu chuyện được xảy ra trong những thời gian, những năm cuối cùng Đức Phật còn tại thế, thì tăng đoàn phát triển rất nhiều. Và có những bệnh xá dành riêng cho những người bị bệnh, những người bị tỳ khưu bị bệnh. Thì Đức Phật tới thăm. À, tới thăm thì họ, những người họ bệnh rất nặng, gần chết, gần lìa đời. Đức Phật có những lời khuyên như thế nào. Thì đó là cái bài kinh mà được trình bày ở trong cái chương 19 này. Chủ đề chính ở trong chương trước, chương 18 là để giúp các đệ tử cư sĩ hướng dẫn, khuyên bảo các vị đệ tử cư sĩ khác tập trung vào sự an ủi và khích lệ để buông bỏ những dính mắc thông thường liên quan đến đời sống tại gia. Trong bối cảnh của bài kinh ở chương này, tức là chương 19, thay vào đó, Đức Phật hướng dẫn các tu sĩ làm thế nào để đối diện với cái chết của chính họ. Trong tư duy của Phật giáo sơ kỳ, quyết định xuất gia của một tu sĩ là do ước nguyện, chuyên tâm tu tập hành thiền để tiến đến tuệ giác, giải thoát. Do đó, bài kinh này đặc biệt thích hợp cho những ai có cùng một định hướng tương tự. À, thì cái đó, ngài Analayo, ngài nói rất rõ ràng. Cái gì theo Phật giáo sơ kỳ, tức là trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, thì đa phần các vị tu sĩ đã xuất gia là ước nguyện, là tu tập mà phải hành thiền, phải hướng đến đức tuệ giác giải thoát, hướng đến cái đó. Trọng tâm của các hướng dẫn trong chương này là về kinh nghiệm của cảm thọ. Đây là một lựa chọn thích hợp áp dụng cho những người ốm đau, bởi vì khi mình bệnh rồi thì cái cảm thọ của mình nó rõ ràng ghê lắm. Cũng như khi mình hành thiền các bạn, khi mình chưa bệnh mà mình hành thiền thì nó đau, đau chân hoặc là đau bụng hoặc là đau ở sống lưng, mình thấy cái cơ đau nó rõ ràng ghê lắm. Nó là một cái đề mục mà không có chạy đâu được hết, mà cái tâm mình không có chạy lang thang được. Ra nhiều khi ngày xưa mà khi chúng tôi bắt đầu hành thiền thì một vị thiền sư có nói là ngài thích thích có đau, ngài nói hành thiền mà không đau là không có phát triển tệ. Ngài ta nói như vậy thì mình thấy có lẽ ngài ngài muốn là an ủi mình, nhưng mà sau này mình thấy rõ ràng như vậy, cái đau đó mà mình chịu đựng được, mình theo dõi được, nó rất là rõ, thấy rất rõ, thấy sự sinh diệt của cái đau rõ ràng như vậy, từ từng đau từng chập, cái sinh diệt, nó làm mình thấy rõ ghê lắm. Lời giảng dạy hướng dẫn nêu rõ phương cách ba loại cảm thọ liên quan đến ba loại tùy miên phiền não ngủ ngầm. Giống như phần trình bày trong chương 3, trong toàn bộ danh sách 7 loại tùy miên, dục ái, sân, tà kiến, hoài nghi, ngã mạn, hữu ái, vô minh. Ba loại tùy miên được chỉ ra có liên hệ trực tiếp đến ba loại cảm thọ là tùy miên và dục ái thì có liên hệ đến cảm thọ lạc. Tùy miên về sân hận, tức là tâm sân thì có cảm thọ khổ. Tùy miên về si mê, tâm thọ thi si, tâm si thì có liên quan đến cảm thọ trung tính, tức là cảm thọ xả, không lạc, không khổ. Tương tự như ví dụ về hai mũi tên được trình bày trong bài kinh ở chương 3. Chương, hai mũi tên đó là một cái mũi tên bắn vào, nó đau về thân rồi, bây giờ bắn thêm mũi tên thứ hai, đó là đau về tâm. Chỉ ghi nhận đơn thuần một cảm thọ mà không phản ứng là điểm then chốt của bài kinh được trình bày ở đây. Trích từ tạp A Hàm, SA 1028, tức là bài kinh tạp A Hàm Sanyutta Agama 1028, tương đương với bài kinh được tìm thấy trong tương ương bộ SN 36.7 và có bài kinh tương đương trong tạng Pali, tạng Phật giáo Nam truyền, là trong Sanyutta Nikaya chương hay là phẩm 36, bài kinh số 7.
hai bài kinh giống rất là gần nhau. Trong khi mình đọc, mình đọc bài kinh nào cũng được, hoặc là đọc cả hai để mình so sánh đối chiếu. Nhưng mà ở trong này thì Ngài trích từ trong Tạng A Hàm thôi. Kinh văn Tật Bệnh Hòa Thượng Thích Đức Thắng dịch, và chúng tôi hiểu đính lại dựa theo bản âm dịch của Ngài Tỳ Khưu Anālayo. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có nhiều vị tỳ khưu cùng tụ tập ở bệnh xá. Lúc đó có nhiều tỳ khưu bị bệnh. Buổi chiều sau khi Thế Tôn từ thiền tịnh tỉnh giấc, đến bệnh xá, trải tòa ngồi trước đại chúng rồi bảo các tỳ khưu. Tức là theo cái thời khóa biểu thông thường của Đức Phật là sau khi Ngài ăn trước ngọ, ăn xong là Ngài nghỉ trưa. Nghỉ trưa, trong khi nghỉ trưa là Ngài còn hành thiền. Là nhớ như vậy. Mặc dù Ngài bậc chánh đẳng giác, mà Ngài vẫn hành thiền xuyên suốt thôi. Một ngày tối thiểu là hai thời, buổi trưa và buổi tối. Rồi sau khi mà Ngài xuất thiền rồi thì Ngài thường đi, hoặc là Ngài tiếp nhận những người khách tới thăm, hỏi họ vấn an, rồi họ đặt những câu hỏi. Và có khi thì Ngài có những cái vị tỳ khưu khác. Và trong trường hợp này thì Ngài đi thăm những người tỳ khưu bị bệnh. Đến bệnh xá, trải tòa, ngồi trước đại chúng rồi bảo các tỳ khưu nên có niệm và tỉnh giác cho đến khi mệnh chung, theo các lời giáo huấn của ta. Này các tỳ khưu, thế nào là chánh niệm? Khuyên là phải có niệm, phải chánh niệm. Đó là tỳ khưu sống quán niệm nội thân trên thân, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Đây có bốn phần, tinh cần, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian và có niệm. Tức là có phải bốn như vậy thì mới là đầy đủ, mới là chánh niệm. Tỳ khưu sống quán niệm ngoại thân trên thân, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm nội ngoại thân trên thân, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Mình thấy cái đó là nói về thân. Bây giờ nói về thọ, về tâm, về pháp cũng giống như vậy thôi. Tỳ khưu sống quán niệm nội thọ trên thọ, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm ngoại thọ trên thọ, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm nội ngoại thọ trên thọ, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm nội tâm trên tâm, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm ngoại tâm trên tâm, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm nội ngoại tâm trên tâm, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm nội pháp trên pháp, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm ngoại pháp trên pháp, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ khưu sống quán niệm nội ngoại pháp trên pháp, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Đó gọi là có chánh niệm. Mình thấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chánh niệm là phải đầy đủ bốn yếu tố. Chánh niệm là phải có tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Phải bốn như vậy thì mới gọi là chánh niệm. Bây giờ Đức Phật nói tiếp, thế nào là tỉnh giác? Tỳ khưu hoặc tới hoặc lui an trụ tỉnh giác khi nhìn trong quán sát, co duỗi cúi ngước nắm cầm y bát, đi đứng ngồi nằm ngủ thức cho đến 50-60 lần, khi nói năng hay im lặng đều thực hành với tỉnh giác, đó gọi là có tỉnh giác. Tức là để ý từng cái cử động một, chứ không phải chỉ ngồi thiền thôi. Rồi nhiều khi mình đặt cái quan trọng quá mức về ngồi thiền, sau khi mình xả thiền mình quên hết rồi. Mình phải để ý những người nào mà thật sự là sống có, chúng tôi thường thường là quán sát những cái vị bạn hoặc là những cái vị tu sĩ, những cái cử chỉ thông thường thường ngày của họ, chứ không phải là mình nói ngồi lâu này kia rồi thấy này thấy kia rồi đạt đến từng thiền này từng thiền đó, không phải. Rồi chúng tôi thường thường quán sát bạn bè, những bạn thiền sinh hoặc thiền sư, cái cách đi đứng nằm ngồi, cách ăn nói của các vị ấy. Nếu có tỉnh giác hay không, làm có chánh niệm hay không. Nếu mà mình thấy có thì mình biết rằng cái khả năng đó là những cái vị có hành thiền giỏi.
đạt cái mức thiền cao, chứ không phải đợi mà nói về phải đắc tầng thiền này tầng thiền kia, hoặc là phát triển tâm tuệ này 16 tầng tuệ này kia, không phải. Cái chuyện đó làm sao mình biết được, chỉ nghe họ nói thôi. Cái mình có thể thấy được, có thể đánh giá được là những cái cử chỉ thông thường hàng ngày, sinh hoạt bình thường như thế nào, cái đó quan trọng. Có tỉnh giác không? Có chánh niệm ngay chỗ đó hay không? Này các tỳ khưu, tỳ khưu nào an trụ vào chánh niệm và tỉnh giác như thế, các cảm thọ lạc có thể khởi sinh do nhân duyên chứ không phải là không do nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Đó là duyên vào thân. Vì ấy khởi suy nghĩ thân này của ta là vô thường hữu vi, và tâm khởi sinh do duyên nào vào nó cũng là vô thường hữu vi. Các cảm thọ lạc cũng vô thường hữu vi, và tâm khởi sinh do duyên vào chúng cũng là vô thường hữu vi. Bây giờ sau khi đó là mới thấy được cái cảm thọ, những cái cảm thọ của mình, cảm thọ lạc như thế nào. Là đầu tiên là mình khỏi coi cái cảm thọ lạc. Cảm thọ lạc nó vô thường, nó có điều kiện, nó hữu vi, tức là nó do duyên mà có điều kiện. Và cái tâm mà nó khởi sinh mà khi mình theo đó, mình phản ứng cũng là vậy thôi. Vì ấy quán sát thân và các cảm thọ lạc và vô thường, quán sát sự sinh diệt, quán sát sự ly dục, quán sát sự diệt tận, quán sát sự buông xả. Sau khi quán sát thân và các cảm thọ lạc như thế, cái sự tham dục tùy niên vĩnh viễn không còn tác động nữa. Tức là khi mà mình thấy cái thọ lạc lên, nó nổi lên rồi, thì mình phải biết đó là vô thường, thấy rõ cái sự sinh và diệt của nó. Khi mình thấy rồi thì mình buông xả, mình không có dính mắc vào đó. Như vậy thì mình có thể đối trị được hoặc cắt đứt được cái kiết sử tham dục. Và tương tự như vậy là cảm thọ khổ là mình có thể cắt được cái sân hận. Rồi cái cảm thọ không lạc không khổ là mình có thể cắt được cái cảm thọ si, vô minh. Cũng vậy, vị tỳ khưu nào an trụ và chánh niệm và tỉnh giác như thế, các cảm thọ khổ có thể khởi sinh do nhân duyên chứ không phải là không do nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Đó là duyên vào thân. Vì ấy khởi suy nghĩ thân này của ta là vô thường hữu vi, và tâm khởi sinh do duyên vào nó cũng là vô thường hữu vi. Các cảm thọ khổ cũng vô thường hữu vi, và tâm khởi sinh do duyên vào chúng cũng là vô thường hữu vi. Vậy rõ, nó thay đổi luôn luôn, nó không có cái tôi cái ta thường còn ở trong đó. Vì ấy quán sát thân và các cảm thọ khổ là vô thường, quán sát sự sinh diệt, quán sát sự ly dục, quán sát sự diệt tận, quán sát sự buông xả, sinh, ly dục, không có dính mắc vào đâu đó, diệt tận, buông xả. Sau khi quán sát thân và các cảm thọ khổ như thế, kiết sử sân hận tùy niên vĩnh viễn không còn tác động. Mình không có sân, mình thấy rõ như vậy. Nó là mình khổ, tự nhiên là mình không muốn khổ, là mình nổi sân. Mình thấy rõ như vậy. Thấy rồi thì không có sân. Cũng vậy, vị tỳ khưu nào an trụ vào chánh niệm và tỉnh giác như thế, các cảm thọ không khổ không lạc có thể khởi sinh do nhân duyên, chứ không phải là không do nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Đó là duyên vào thân. Vị ấy khởi suy nghĩ, thân này của ta là vô thường hữu vi, và tâm khởi sinh do duyên nào vào nó cũng là vô thường hữu vi. Các cảm thọ không khổ không lạc cũng vô thường hữu vi, và tâm khởi sinh do duyên vào chúng cũng là vô thường hữu vi. Vì ấy quán sát thân và các cảm thọ không khổ không lạc là vô thường, quán sát sự sinh diệt, quán sát sự ly dục, quán sát sự diệt tận, quán sát sự buông xả. Sau khi quán sát thân và các cảm thọ khổ như thế, các cảm thọ không khổ không lạc như thế, kiết sử vô minh tùy miên vĩnh viễn không còn tác động nữa. Ở chỗ này là phải là cảm thọ không khổ không lạc, chúng tôi đánh mãi sai chỗ đó. Cũng tương tự như vậy thôi. Khi mình có cái cảm thọ mà không có khổ không lạc, cảm thọ xả, thì mình cũng phải thấy nó rõ, nó cũng sinh diệt, và nó duyên do thân và có, và cái tâm theo dõi nó cũng vậy. Khi mình thấy được như vậy rồi thì mình không có bám chấp vào nó nữa. Vì ấy quán sát thân và các cảm thọ khổ không khổ không lạc là vô thường, quán sát sự sinh diệt, quán sát sự ly dục, quán sát sự diệt tận, quán sát sự buông xả. Sau khi quán sát thân và các cảm thọ khổ,
không khổ không lạc như thế, cái sự vô minh tùy niên, đúng rồi, vĩnh viễn không còn tác động nữa. Vị đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy trở nên nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán các hành, nhàm chán thức. Tức là khi quán sát rồi thì cái nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức cấu tạo nên cái thân này, không còn dính mắc vào trong cái thân này nữa. Do nhàm chán vì ấy ly dục, do ly dục vì ấy được giải thoát, do giải thoát vì ấy có tri kiến. Đối với ta, sinh đã dứt, phạm hạnh đã tập, những chuyện cần làm đã làm xong, ta tự biết không còn tái sinh vào đời sau nữa. Tức là đắc cái quả A-la-hán rất rất là cao. Là chỉ cần như vậy thôi. Thật sự là mình quán được như vậy là khó lắm chứ không phải dễ. Nên là mình nói thôi. Nhưng mà mình thấy được cái tiến trình nó là như vậy. Bây giờ Thế Tôn nói kệ, khi đang cảm giác lạc, không biết cảm giác lạc, do kiết sử tham dục nên không thấy xuất ly. Khi đang cảm giác khổ, không biết cảm giác khổ, do kiết sử sân hận nên không thấy xuất ly. Mình khổ mà mình không biết khổ. Là bởi vì rồi cái sân hận nó nảy lên rồi mình không có bỏ được. Mình lạ mình cũng không biết nó lạ. Không biết là từ đâu, không biết rõ của nó. Rồi mình thấy được cái kiết sử tham dục nó sai khiến, mình không thấy được. Không biết, không thấy được, không có xuất lý được đó. Cảm thọ không lạc khổ, chánh đẳng giác đã nói, người kia không thể hiểu nên không qua bờ kia. Không qua bờ kia tức là giác cổ giải thoát. Bờ bên này là bờ khổ đau và luân hồi. Nếu tỳ khưu tinh tấn, tỉnh giác không sao động, tất cả các thọ kia trí tuệ đều biết hết. Thường biết các thọ rồi, hiện tại hết các lộ, trí tuệ lúc mãn chung, tiết bàn không đọa lạc. Mình biết rồi thì mình không còn cái lỗ đây, tức là mình cắt bỏ tham sân si rồi. Thành ra khi mình chết rồi là mình gặp niết bàn, chứ không có đọa lạc, không có tái sinh về nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ khưu nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đó là cái bài kinh trích từ Động Trạp A Hàm. Mà các anh chị ở phía dưới này chúng tôi cũng có đưa ra bài kinh tương của Đức Pali, bài kinh gọi là Bình Xá, Ngài Bích Thích Minh Châu dịch, bài kinh số 7 trong phẩm 36, số 36 của Tương Ưng Bộ. Các chị có thể đọc so sánh. Đức Phật cũng dạy, cũng là bốn cái niệm xứ như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ đọc cái phần thảo luận. Những lời Phật dạy của Đức Phật trong bài kinh nêu trên về cái cách trải nghiệm cảm thọ mà không khởi sinh phản ứng, đặt trọng tâm vào việc phát triển và duy trì niệm. Tức là mình ghi nhận cảm thọ là mình có, nhất là khi mình bệnh đau rồi mình thấy đau đớn ghê lắm. Cảm thọ mình có, nhưng mà mình không phản ứng, mình biết. Mà trong cả hai phiên bản Tạp A Hàm và Tương Ưng Bộ đều đề cập đến pháp thiết lập niệm Satipatthana. Phiên bản trong Tương Ưng Bộ không nêu rõ sự khác biệt về chiều hướng quán bên trong và bên ngoài của pháp lập niệm. Nhưng điều này có thể ngầm hiểu được bao gồm trong đó. Vì được đề cập trong tất cả các phiên bản của kinh lập niệm, tức là trong cái bài kinh này đặc biệt của Tương Ưng Bộ thì không có nói quán bên trong, quán bên ngoài rõ ràng như là ở trong cái bài A Hàm. Nhưng bởi vì nó dựa theo cái nền tảng của kinh lập niệm, thành thử ra ngay trong cái bài kinh chính, kinh lập niệm Satipatthana Sutta, trong cái phần điệp khúc, Đức Phật nói rất rõ ràng. Có phải quán bên trong bên ngoài quán. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Bên cạnh chánh niệm là phần nòng cốt trong bốn pháp lập niệm, bài kinh trong hai bản, trong cả hai phiên bản, tức là A Hàm và Nikaya, đề cập đến tỉnh giác, tức là sự hiểu biết rõ ràng, là một trong những bài tập thực hành để quán thân trong kinh lập niệm và các bài kinh A Hàm tương ứng. Tức là mình phải biết rõ ràng như thế nào, mình tỉnh giác như thế nào, thì cả hai bài kinh đều nói rõ. Sau khi thiết lập một nền tảng vững chắc trong các bước hành thiền này, hành giả hướng tâm ghi nhận sự sinh khởi của cảm thọ. Đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi duyên sinh Paticca-samuppada. Giáo lý cốt lõi này của Phật giáo sơ kỳ mô tả nguồn gốc của các duyên sinh ra khổ bằng một chuỗi nhân duyên liên kết với nhau, thông thường nhưng không nhất thiết cố định, qua dạng thức của 12 nhân duyên liên kết như sau. Tức là có khi có đưa Đức Phật có đưa ra có 10 nhân duyên thôi, chứ không phải 12 đâu.
có những cái bài kinh khác, nhưng mà thông thường là 12 nhân duyên. Bắt đầu từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc tới dục, lục dập tới xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, duyên, sinh duyên già và chết. Có 18, 12 cái nhân duyên như vậy, cái mắt xích như vậy. Người ta thường thường gọi là 12 nhân duyên hay là thập nhị nhân duyên. Mắt xích liên kết quan trọng trong chuỗi nhân duyên này, trong đó chánh niệm đóng một vai trò quan trọng để bẻ gãy là giữa thọ và ái. Tôi đưa ra trình bày hồi nãy trong cái biểu đồ, giữa thọ và ái là cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Làm sao mình bẻ gãy ngay cái sự liên hệ đó, tức là từ thọ mình không có sinh ra ái nữa, không có duyên ra ái nữa. Cái điều này rất khó, nhưng mình phải tập. Trong khi sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sự tiếp xúc qua sáu cửa đó và sự sinh khởi tùy thuộc vào các cảm thọ là căn bản của loài người. Cảm thọ không nhất thiết phải phát sinh tham ái, tức là mình thấy là nó căn bản. Mình sống ở đây tức là mình có cảm thọ. Mà nếu mà một phàm nhân là tự động là sanh ra ái, ái đây bao gồm cả sanh ở trong đó nè. Nếu mà cái thọ lạc thì mình muốn ôm ấp hoài, mà cái thọ khổ là muốn xua đẩy nó ra. Mình có cái chỗ đó. Chính xác tại thời điểm này, thông qua chánh niệm, tỉnh thức, ghi nhận về bản chất của thọ, khuynh hướng tạo ra phản ứng với tham ái sẽ dần dần giảm thiểu và cuối cùng được diệt trừ. Cái điều này là Ngài hướng dẫn chúng ta. Và đó là lời khuyên của trên căn bản là của tất cả các vị thiền sư. Hành thiền là làm sao khi mình đau hoặc mình thấy hoặc làm sướng ngay chỗ đó là mình phải có cái phản ứng nó như thế nào, có sinh ra ái hay không. Cái thọ là mình có, lúc nào cũng phải có chứ không phải là không có. Nhưng mà từ cái thọ đó là mình phản ứng cái tâm mình như thế nào, cái điều đó là mình phải tập. Điều hướng chú tâm vào bản chất thay đổi của các cảm thọ dựa vào chánh niệm và hiểu biết rõ ràng, tức là chánh niệm tỉnh giác, sẽ giúp trực tiếp chống lại các tùy miên phiền não ngủ ngầm. Đó là tham sân si, ba cái đó ngủ ngầm, giúp cho mình có thể đối trị được. Đây là những mầm mống trong tâm trí để có xu hướng phản ứng với ái dục khi có cảm thọ dễ chịu, với sân hận khi có cảm thọ đau đớn, và với si mê khi có cảm thọ trung tính, không lạc không khổ. Tức là khi mình có cái cảm thọ dễ chịu, cảm thọ lạc là có sinh hướng là mình tham, tham dính mắt. Khi mà mình có cái cảm thọ khổ đau đớn thì có cái khuynh hướng là cái tâm nó sân, nó nổi lên, cái tùy miên. Mà khi mà mình có cái cảm thọ trung tính, không khổ không lạc, thì có cái tâm si mê, nó là đờ, không biết nó là cái gì, không thấy rõ ràng, nó nổi lên. Rồi bây giờ mình phải làm sao mình nhận định như vậy để mình diệt trừ ba cái tâm đó, tâm tham, tâm sân, tâm si. Theo cách này, tu tập chánh niệm có thể mang lại một sự thay đổi đáng kể trong tâm trí của hành giả. Hành giả cần phải liên tục ghi nhận trong tỉnh thức rằng các cảm thọ chỉ là hiện tượng có tính vô thường. Bây giờ mình phải nhận định như vậy. Cố gắng. Ngay bản thân chúng tôi nói thì nói thôi, nhưng mà vẫn tập thôi. Nhiều khi được, khi không. Nhưng mà mình biết có đường hướng mình phải đi. Và thấy làm sao những cái cảm giác nó là vô thường. Mình vẫn thấy sướng, mình vẫn thấy đau, thấy khổ, cũng thấy nó xả, nhưng mà phải biết rằng nó là vô thường và không có chấp dính vào đó, mà cũng không có cho nó có cái tôi, cái ta nào trong đó, nó vô ngã. Có được nhận thức cơ bản về sự vô thường của các cảm thọ vốn là đặc điểm nổi bật khi trải nghiệm về bệnh tật và cái chết sắp xảy ra, sẽ đưa đến tâm buông xả và giải thoát. Chúng tôi thì chưa dám nói là mình giải thoát, mà cũng không dám nói là mình đã buông xả hoàn toàn. Nhưng mà cũng có khi mình thấy nó đau quá rồi mình nhìn nó mình không có phản ứng, rồi tự nhiên nó hết rồi. Rồi những lần sau nó đau nữa mình có kinh nghiệm. Mình đau một lần mà mình chịu đựng được, cho nó qua đi rồi, mà mình không có nổi sân. Rồi mấy lần sau những cơn đau tới rồi mình cũng bình thản, mình chấp nhận như vậy. Chứ không có lo sợ, không có xua đuổi. Và những cái cơn lạc, những cái cảm giác khoan khoái dễ chịu cũng vậy.
mình thấy một lần mấy lần sau nó cũng như vậy, nó vô thường, không có, nó không có, mình không có giữ được hoài. Nó lên nó xuống, nó sinh nó diệt, sinh diệt như vậy. Theo cách này, quán niệm về các cảm thọ đau đớn khi bị bệnh và lúc cận kề cái chết có thể giúp đạt đến đỉnh điểm của giác ngộ. Bài kệ cuối cùng của bài kinh nêu trên trong tạp A Hàm cho biết, khi thông hiểu hoàn toàn về bản chất của những gì được cảm thọ, hành giả có thể vượt qua đến bờ bên kia và siêu thoát, không còn đọa lạc nữa. Thành thử ra, khi mà cũng sắp chết cũng không phải là hết hy vọng đâu. Nếu mà một người hành giả, chẳng hạn như trong những cái bài kinh này có nói, Ngài Analayo, Ngài cũng có nói, nếu một cái vị tỳ khưu, một vị hành giả, hoặc ngay cả một cư sĩ mà đã có hành thiền lâu năm, có nhiều cái kinh nghiệm, đã quen rồi, thì tới lúc đó mà có được ai nhắc lại, nhắc nhở lại, chẳng hạn trong trường hợp là Đức Phật, tới nhắc lại, thì cái vị ấy nhớ lại những cái chuyện mình đã làm, rồi cố gắng những giờ phút cuối cùng, đau đớn, mình chạy cái mắt mình, hay là cái tâm mình nhiếp vào trong cái đau đớn, không có sợ, không có sân, không có xua đuổi, nhiếp vào thấy được, thì có, cũng có cái khả năng là sẽ đạt được giải thoát giác ngộ ngay lúc đó, trong cái giây phút cuối cùng trước khi chết, vẫn còn có khả năng để mà giải thoát giác ngộ. Thì đó là cái ý của các bạn, của Ngài Adandayo trong cái chương ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng tôi xin dừng ở đây. Bữa nay cũng cũng còn sớm, nhưng mà chúng ta thấy cũng khá đầy đủ rồi, thì chúng xin phép được nghỉ sớm ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi chấm dứt thì chúng tôi xin phép được đọc phần hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự có thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin thành kính tri ân sư Trí Đức và quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác trong ban quản trị và tất cả các anh chị khác đã lắng nghe xuyên suốt trong hơn 60 phút vừa qua. Trong khi trình bày có những chi sơ sót thì cũng mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Một lần nữa thì chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta phụ ta ni sama gata ni phum ma ni qua ya ni qua an ta le ke ta be qua phụ ta sumana pa wan tu apu bisa ca chang tu nam tu pa si tang ta ma hi phụ ta ni sama ta sam be me tang ca ro ta ma lo ya pa cha ya ni qua cha ra to cha ran ti ye pa ling ta ma hi Yeah.
bari wan na di su chin samadhi ma nam tarika nyama hu samadhi na te na samo na we jati dam vi tham me ratanang bani tang e te na sacce na su wat di ho tu ye bung ga la atta sa tang pa sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ki nai ya su ga ta sa sa wa ka e te su din na ni ha pa la ni dang vi sang ke ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ye su ma yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go ta ma sa sa nang hi te pa ti ba sa a ma tang vi hay ga la ta mu ta niệp bồ tinh quân cha ma na y đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su văn thi hô tu gia tinh đa kê lô ba ta vinh si tô si gia cha tôn phi hoa tê phi a sâm ba căm bi yô ta thu ba măng sô bù ri giang hoa đa mi yô a ri a sa cha ni a vê cha ba sa ti đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su văn thi hô tu gia a ri a sa cha ni vi pha hoa giang thi găm phi ra băng nhê na su đê si ta kinh cha bi tê hôn thi phu sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma ni giang thi đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su văn thi hô na ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta ya wa sa ka ya de ti vi chi ke ta ng cha se la pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye ni cha ve pa mo to cha cha vi ha na ni a pa bo ka tung ri dam vi sang ke ra ta nang ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca chê na wa cha chê ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba sa sa wo ta hi đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti hô tu wa na pa gum be ya ta pu si tam ge gim ha na ma se ta tam ma min gim he ta thu ba mang tham ma wa rang a de sa di ni ba na ga min ba ra mang hi ta ya i đăng bi pu te ra ta năng ba ni tăng he te na sa che na su wa ti hô tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra sa di đăng bi bồ tê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti hô tu khi năng bù ra năng na quan na ti sam pa quan hi ra ta chiết ta ya ti kê pa quát min tê khi na bi cha vi guru na da ni pa ta thi ra ya tha yam ba di bồ hi đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti hô tu gia ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa gia ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê